Hello, ok các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm sao mà mình thay cái má tháng. Thì cái má tháng của cái xe mình đang thay là Toyota RAV4 2015. Thì cái này là cái má tháng mới. Thì ok, mình sẽ chỉ các bạn những cái nào mình cần. Ok, mình mới thay bên kia xong. Thì bên này mình máy. Thì mình cần một cái jack stand này. Đó, bạn thấy mình nâng cái bánh xe lên. Đừng có nâng cao quá, nâng đủ để cái xe nó đi lên thôi, nghĩa là nó đủ free, you see. Đó, thì bên cạnh đó mình cũng cần hai cái bên phía dưới á, bạn thấy không, để nó đỡ cái xe, nghĩa là cái jack stand không này chưa có, cái jack không thì chưa có đủ cái jack để mình nâng lên xong mình nhét hai cái jack stand này vô để nó support thêm. Ok, rồi trước khi mình nâng bánh xe á, thì mình tháo lỏng con ốc ra sơ sơ chứ không nó cứng quá mình dặn không có ra, thì sau đó mình nâng lên. Thì những cái đồ dùng mà cần để thay cái má thắng á, thì là bao gồm những cái này. Một cái ren dài cái này thì nó set up bao nhiêu đó, 100, để mình set up tí thôi, mình dặn cái này vô này. Đó, thì mình dặn vô nó khoảng 100 foot pound. Thì cái này là 14, cái khó này khó 14 à, cái khó này là cái khó 17. Cái này là cái 21 để mở cái ốc này, mở cái ốc bánh xe. Mình cần cái bộ má phanh mới. Rồi cái này á, là để tí mình chỉ các bạn dùng cái này đang chi. Lubricant là cái để cho nó mình tha bên ngoài má phanh đồ á. Rồi bên cạnh nữa thì mình cần là cái cleaner. Cái cleaner. Rồi nếu mà mình thiếu, lúc mà mình làm xong á, nó thiếu nhớt, thiếu cái dầu thắng á, thì cái này mình fill vô thôi. Rồi safety class, lại cái bao tay, giấy, mấy cái cọ. Rồi, ok, that's it. Đó, thực ra cái tool của mình có cái khó 17, khó 21, với lại cái khó 14. Rồi nếu đó cần thiết, còn những cái phụ tùng linh tinh thôi. Rồi bây giờ mình làm ha. Dặn ốc á, thì mình dặn ở dưới trước. Còn Còn À còn, ok. Vẫn còn. Rồi xong đó. Này nâng ra rồi á, thì mình đặt ở dưới cái gầm xe á, mình có bỏ lung tung. Thì khi mà giả sử như cái có vấn đề gì support rồi, thì cái xe nó đè lên cái bánh xe, cái dĩa thắng mình nó không có đè lên cái đất, nó hư cái dĩa. Thì chỗ này nè, đó, nó có một ốc. Thì cái sơ bộ của cái thắng á thì nó dễ lắm. Cái này là cái caliper, cái khung nên nó đỡ cái má phanh này nè. Thì cái thằng này á thì nè, nó khi mình mở con ốc này là ốc 14. Ok, con này con 17. Đó, con 17 và con 14. Thì mình muốn mở cái con này ra thì mình lấy cái con 17 mình chặn lại. Mình dặn này ra rồi mình loose cái này lên, mình làm cái này ra tương tự. Nó có một con ở dưới đây nữa nè. Còn mấy bạn nào mà muốn thay nguyên cái này màu mè đó thì mình tháo cái khung này ra. Đây, con này. Con này cũng 17. Mình tháo này, ở dưới nó cũng có một con y hệt gì nữa. Mình tháo nguyên cái bộ này ra luôn là mình thay. Còn này mình chỉ muốn thay cái má phanh thôi, cho nên mình chỉ tháo con hai con 14, 17 này thôi. Ok, thì cái này là con 14, cái này là con 17. Một con giữ, một con dặn. Rồi, tương tự ở dưới đây. Một con giữ, một con dặn. Ok, một con. Ok, hai con. Rồi, sau mình tháo xong á thì mình nâng nó ra. Đó, mình treo lên để cho nó mình có không gian mình làm thôi. Rồi. Thì mình slide nó ra thôi. Đó. Một em. Hai cái chổi, that's why mình nó cần hai cái chổi. Cái chổi này là chổi mềm bằng nhựa để mình quét nhớt, còn này là để mình quét ra. Rỉ sét đồ đó, đánh ra. Thì trước khi làm á, mình sẽ so sánh hai cái này, nhìn nó giống hệt nhau. Giữa cái này thì loại gì thường, cái này loại tốt vậy thôi, I don't know. Thì cái miếng này nè, cái miếng hot quay này nè, ok, cái miếng hot quay này mình không có thì mình phải lấy thằng này mình thay qua thằng này. Rồi thì tháo ra, mình lấy cái này mình nảy lên đó, mình hất nó ra. Yeah, see. Rồi mình gắn vô.
tương tự mình làm cái bên kia. Đó, theo nó ra thì trên nó cũng có một miếng này. Đó, bây giờ mình gắn gì? Gắn vô. Thì ha, gắn thằng này qua thằng này. Ok, tháo nó ra. Rồi, gắn nó vô. Gắn gì? Ok, rửa hai cái miếng này nè bằng xà bông. Để mình không có biết là nó có bị dính nhớt dầu hay không á, nãy giờ tay chân mình cũng dính dầu, mình cũng chạm tàu lưa vô. Thì mình rửa bằng xà bông, rồi xong mình rửa bằng nước sạch. Ok, cái này làm sao? Rồi, tiếp tục thì cái này nè, nó rất là bụi. Tránh xa mấy cái thằng nè. Đó, mới là mình làm thì mình chịu khó mình vệ sinh. Rồi sau khi máy xong thì mình chà này. Để được cái công đoạn là bôi trơn thì mình cần cái này. Đó, mình bỏ lên một chút xíu thôi, đừng có nhiều quá. Này nó cũng ấy thôi, rồi mình trét lại mấy cái khung này. Đó, like this. Đừng có sợ nó dính cái dĩa, tí thôi mình lau cái dĩa sau. Cái này là để nó lên trơn, nó giúp cái slide, cái má thắng slide ra slide vô nó smooth, nó không có kêu. Xong cái vụ slide thì bây giờ mình kiểm tra hai cái thanh trượt này nè. Đây, ở đây nó có hai cái thanh trượt. Đó, thì bạn thấy hiện tại này nó rất là khó trượt. See, mình kéo không có nổi đâu. Đó, hai cái thanh luôn. Đó. Đó, thì bây giờ mình phải linh đó. Ok, đó, nó rất là dơ. Rồi, giờ mình bỏ cái này lên. Rồi, nhét nó vô. Rồi, bôi cái này lên. Rồi, like this. Rồi, nhét nó vô lại. Hồi nãy các bạn thấy là rất là cứng, đúng không? Mình slide không nổi giờ này. See, rất là smooth, rất là trơn. Đây cũng gì nè. Lại nè. Dùng cái này để mình rửa. Nguôi hết ra đâu vậy. Ok, rửa bằng xà bông xong sạch sẽ hai cái. Đó. Rồi, rửa xà bông xong mình rửa nước lại cho nó sạch ha. Thì cũng sẵn nói luôn. Thì làm sao mà các bạn biết khi mà cái má phanh này, nhìn hai cái miếng này. Cái này là cái miếng mới, đây là miếng cũ. Cái rãnh của nó vẫn còn nè, nghĩa là mình vẫn xài được. Xem mình thấy cái rãnh nó vẫn còn cướt. Đó, chừng nào cái rãnh nó mình không thấy cái rãnh nữa thì nó mới mòn. Cái miếng trượt này nè, nó phải ở trên. Đó thì mình lắc hai gì nè, thì này nằm ở bên trong. Nằm bên ngoài đâu có đúng, tại cái curve của nó gì mà. Khi nó nằm bên trong. Rồi, nằm bên trong thì mình thay cái này lên. Cho nó slide cho nó mượt đó mà. Rồi. Slide vô thì như nãy mình slide ra thôi. Rồi, làm y hệt bên nữa. Đặt nó vô nè. Bên trong nó dễ hơn, tại bên trong không có cái thanh này. Rồi đặt nó vô nè. Đặt vô trước rồi này, đẩy vô nè. Rồi xong này, có cái lẫy nè, mình đè nó xuống. Đó. Nó vô. See. Like this. This. Rồi làm một cái nữa là các bạn thấy cái này không? Đó. Tại vì hồi xưa nếu mà cái tháng mới, cái má phanh mình mới thì nó dày thì nó đè cái này vô. Nhưng mà cái má phanh mình nó bị mòn á thì đầu nó từ từ nó ló ra, that's why cái dầu á nó bị mất. Cái dầu mà thấy cái dầu trên nó bị hụt là do lý do đó, lại tại vì nó chiếm vô trong này nè, tại cái này nó thụt ra nhiều thì cái dầu nó nằm trong đây nhiều thì ở trên kia nó bị hụt. Thì cái thằng này nè, nó mục đích là để vậy. Ok, để mình đẩy ngược từ bên này qua nè.
Mình cứ đẩy từ 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 thì dầu nó đẩy ngược lại, nó đẩy lên cái bình. Thì cái bình hồi nãy á, mình sẽ sơ cái bàn cái bình rồi xong lấy ra, lấy ra rồi. Đó, rồi ok bỏ vô đây đó nghe ha, rồi bỏ vô đây nè đó. Cái lốc thai mình bỏ vô đây, tương tự sẵn bỏ vô mấy cái này luôn. Ok, à, thấy nó slide không? Ngay chỗ cái này này, nhìn này, đó, ra này, vô này, see, đó, nó slide một chút thôi, nhìn này, đúng rồi, cái này này. Đó, rồi, see, slide nhẹ nhàng vậy là được rồi. Rồi, tới lượt, xong, cái tháng thay tháng vậy thôi, thì mình gắn bánh vô thôi. Cái bánh thì mình gắn một con trên một con dưới. Thì gắn bánh vô mình hạ nó xuống rồi mình siết chặt lại thôi. Thì siết chặt con ốc đó là khoảng 80 tới 100 foot pound ở trên đây nè. Hy vọng nó chưa có leak. Đó, cái bên này mà màu vàng này là cái nhớt, cái đó tùy fluid. Thì lúc mình làm á mình lấy cái khăn mình bao lại để chi. Đó, nhớt nó lên nè. Hồi nãy ban đầu nó xuống ở dưới đây lận, dưới cái nút max nhưng mà không phải low. Ở giờ mình làm nó tăng qua khỏi cái level max luôn ha. Cũng ok. Ok, rồi xong. Clip này là hết. Hy vọng các bạn có thể tự làm và tự chen cái má thắng.